Cô ơi, bây giờ tôi khuyên cô rằng là giờ cô nghe lời tôi đi. Tôi biết là ở đây có nhiều ông linh khác, nhưng mà thôi giờ cô cũng hoan hỷ đi, cô giúp cho con thân mình trước đi, coi họ từ 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 tôi tỉnh tôi giúp luôn. Bây giờ mà cô không có chịu đi rồi cứ cô ở đây hoài rồi bắt đầu là họ sẽ phá phách này nọ đồ. Giờ vậy đi, bây giờ nếu mà ấy quá thì thôi thì tôi sẽ cúng cho cô ha. Tôi sẽ vào trong nhà tôi cúng cho cô ở cái vị trí nào tôi thấy thích hợp tôi cúng ha. Thì lúc đó cô hãy kêu kêu những cái người, những cái vong linh mà cô đã thấy đến đây cùng hưởng với cô nha. Mưa hay giờ ngoài bên mưa cả nhà. Cô mới chạy ra ngoài con lấy đồ cái này, mấy hôm mưa nó ướt đồ. Đâu hoài vậy? Ê, hoài cái cửa tính như nó khép vô. Cái cửa như nó khép vô. Cô ơi, bây giờ cô nếu mà cô đã giao tiếp với tôi được rồi thì tôi chắc cô cũng cảm nhận được cái tấm lòng tôi giúp đỡ cô đó. Thì giờ cô ra đi chứ cô đừng có. Cái cửa là nó khép mở ra không vô hoài. Ủa chứ giấc nữ này nãy mình nhớ nằm dưới đất mà sao giờ nằm đây? Làm sao gì trời. Giờ muốn gì cô làm đi chứ giờ không biết làm sao luôn á.
Dĩ đồ lá đợi tại. Này có bọn cái cô gái này có nói rằng là trong nhà này có nhiều linh khác đó chứ không phải mình cô gái này nữa. Rồi. Ok. Cái toilet thì có không? Gì? Không có gì trơn. Sao cô gái nó xuất hiện mà thấy rồi mà kỳ ta? Sao giờ lại không chịu xuất hiện nữa? Nói vậy? Biết làm sao. Cô ơi. Để. Cô ơi, bây giờ tôi khuyên cô rằng là giờ cô nghe lời tôi đi. Tôi biết là ở đây có nhiều ông linh khác. Nhưng mà thôi giờ cô cũng hoan hỷ đi, cô giúp cho con thằng mình trước đi. Coi họ từ từ tôi tỉnh giúp luôn. Bây giờ mà cô không có chịu đi rồi cứ cô ở đây hoài rồi bắt đầu là họ sẽ phá phách này nọ đồ. Bây giờ cô Mỹ đúng không? 25 tuổi ha. Cô Mỹ người ta giết bị người ta cô bị người ta cướp của giết ha. Cho tôi hỏi cô rằng là khi cô trước khi cô chết á là cô đã có gia đình chồng con gì chưa? Cô chưa có hả? Vậy là cô còn gái. Bây giờ thì tôi thì cũng không có nắm rõ được cái thông tin và cũng như là tình trạng gia đình có như nào, cũng không biết cách giúp như nào cho ổn thỏa, thì tôi chỉ đến để mà muốn giúp đỡ cô về một cái con đường khác để cô siêu thoát thôi, chứ bây giờ không biết làm sao để cho cô tin tưởng tôi. Bây giờ thì cô muốn gì không? Cô có muốn gì không? Cô muốn gì? Cô muốn gì? Cô muốn được tôi cúng kiến cho hả? Thì nếu như mà cô đồng ý và cô nghe lời tôi á thì tất nhiên là tôi sẽ cúng kiến cho cô rồi. Nhưng mà do tôi chưa muốn cúng cho cô á, là tại vì khi mà tôi đã cúng cho cô rồi mà cô đã nhận được những cái đồ tôi đã cúng rồi thì cô lại không xuất hiện nữa. Thì lúc đó thì tôi rất là khó khăn để mà tìm kiếm để giúp đỡ cho cô. Trước khi tôi cúng là tôi muốn biết được thông tin để mà giúp đỡ cho cô đó. Bây giờ cô muốn cúng đúng không? Nhưng mà Phật, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị bài biện cúng kiến cho cô ha. Thì hy vọng là
tấm lòng của tôi thì cô sẽ nhận được ha. Cảm ơn Phật, chào cô. Cái cô gái này. Nhà chắc mình nghĩ nãy giờ những cái tiếng động này á, những cái điều này xảy ra này không phải cô gái làm đâu, những cái vong linh khác nó làm á. Thấy mình giao tiếp với con cô gái này nó ganh tị, nó phá mà nó không xuất hiện làm sao giúp đỡ đây. Bây giờ các người ai cần gì bước ra luôn đi, chứ giờ các người ẩn phúc như này tôi giúp đỡ cô gái kia thì các người cũng đừng có ganh ghét gì chứ. Đâu phải là tôi muốn không muốn giúp các người đâu, mà thấy người không xuất hiện là sao giúp được. Các người phải xuất hiện ra tôi thấy được hình hài các người thế nào, giao tiếp được với các người mới giúp được các người chứ. Bên này có gì ta, bên này gì? Cái ly bể. Ở tưởng cái gì không? Dạ. Xuất hiện đi. Quay một vòng bên ngoài có cái gì. Nhà thấy không, ra bên ngoài thấy bình thường không có gì chứ, ngoại trừ khi mà con vô trong nhà là bắt đầu là sẽ có những cái hiện tượng. Là tại vì sao, là khi mình đã vào trong là mình đã vào khu vực của họ rồi thì họ đã bắt đầu những cái hiện tượng cho mình thấy và cho mình nghe để mình biết được là chúng ta đang bước vào cái lãnh thổ của họ. Giống như là nói chung vong linh họ rất là giữ của và cũng như là họ rất là khó khăn vấn đề mà bị lấy đồ hoặc là cái này nọ đó. Thì khi bước ra ngoài rồi thì cả nhà ông bà cô chú vẫn xem thấy rất là bình thường, không có cái cô gái nữa kìa. Tôi sẽ cúng cho cô, nhưng mà tại vì tôi muốn khuyên những vong linh khác là nên là nghe lời tôi để mà cùng đi siêu thoát với cô á ha, chứ không phải là tôi thắt hứa với cô đâu. Chút xíu là tôi sẽ cúng cho cô, nhưng mà tôi muốn khuyên những linh ở đây nữa, tại vì tôi thấy ở trong ngôi nhà này còn một số linh đang hiện hữu ở này, tôi muốn giúp đỡ các linh ở đây, cô hiểu không? Bây giờ vậy đi, bây giờ nếu mà ấy quá thì thôi, thì tôi sẽ cúng cho cô ha. Tôi sẽ vào trong nhà tôi cúng cho cô ở cái vị trí nào tôi thấy thích hợp tôi cúng ha. Thì lúc đó cô hãy kêu những cái người, những cái vong linh mà cô đã thấy đến đây cùng hưởng với cô nha. Nam mô Phật, chào cô. Nhà này. Bây giờ mình phải vô nhà kiếm chỗ cúng. Con thấy cúng trước cửa cũng được. Mà trong đây, phía trong cái phòng này cũng được. Mà thấy trước cửa là nó rộng rãi hơn, dễ cúng hơn. Ở trong này thì nó được dơ giấy cái bụi bặm rác cứ không, còn ngoài này thì có bàn thờ, có nơi cúng đàng hoàng.
thì chắc lẽ con sẽ còn chọn cúng ngoài này cả nhà. Ok, con sẽ đặt máy xuống đặt cúng nha. Cái này ném bỏ vậy gì? Cúng ngoài này thì đàn cày cũng đốt được, tại vì gió cái nhà, gió mạnh lắm, gió hu hu luôn. Gì mà cái em nhất thùng chứ. Bánh này khó cắn quá, lộn khó, khó xé quá, cắn miệng. Yeah. Bánh này đốt bật người ngắm, cắm mèo ngâm nữa. Nó mạnh dữ chật. Cũng chưa xong. Nồi Phật, con cầu đó đai chặt thu hàng con để ở đây. Thằng ngoài con cảnh. Con cầu của tổ Phật thầy, hôm nay con có cúng kiến ở đây. Con cầu mong sẽ được giúp đỡ cho những hướng linh đây. Và các ngài cũng gia hộ độ cho những linh này quy y hồi hướng về cõi Phật để mà sớm được tịnh độ, được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà ơi, thì bây giờ con chắc có lẽ con sẽ rời đi chút xíu.
cho vong linh cô gái đến dùng, đến hưởng và coi là những cái linh khác họ có xuất hiện hay không. Tại vì cũng thấy ngoài vong linh cô gái này ra là có nhiều linh khác họ đang ở đây, họ đang trú ngụ này. Thì mình chỉ lúc cúng kiến như thế này thì họ mới có thể xuất hiện, hay hoặc là họ như thế nào đó mình không biết. Phải khi mà họ xuất hiện ra thì con đỡ cái vấn đề mà tìm kiếm rồi. Thì bây giờ con để cái mic ở đây, cái nhà ông bà cô chú anh chị chú ý xem có gì hay không nha.
Trời ơi, bể cái dĩa luôn rồi. Nè, bể dĩa luôn nè. Cái gì? Sao dĩa banh luôn rồi? Gì? Nó đốt cái này cái nhài. Biết nãy giờ có cô gái hoặc con của vong linh nào khác đây hưởng không? Cái vòng này cúng kiến cho ăn rồi thôi. Rồi trời. Bây giờ ai vong linh ở đây thì bước ra đi. Cái nhà chắc con đi về cái nhà. Môi Phật. Cái nhà thì nãy giờ khi cô cúng kiến trong này không biết như nào trong này nữa. Thì có gì cô chú anh chị mình hãy comment với phần bình luận nha. Và yêu quý con hãy đăng ký kênh và like ủng hộ cái nhà, chia sẻ cho các bạn khác cùng xem. Nam mô Phật, chào cả nhà, hẹn gặp lại tập sau.